Vâng, và trước mắt các bác đây chính là cái hình dáng của cái một chiếc loa KP9012, cái mẫu loa full giá tốt nhất của bên Koda nhé. Thì em chỉ bóc một chiếc thôi để cho giới thiệu cho anh em cũng như là bác Hà có thể ngắm nghía qua cái hình dáng của nó. Vì thực tế tất chất âm mà test qua điện thoại thì nó cũng không được rõ ràng, cho nên là em muốn bác Hà thì cũng là một những cái khách hàng đã từng mua những cái sản phẩm mic vang của bọn em nhé. Và hôm nay em quay cái sản phẩm loa full bass 30 để bác có quan tâm thì đầu tư thêm cái sản phẩm này nhé. Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bên em có lên một cái video cho một cái đôi loa full bass 30 của Koda theo cái yêu cầu của anh Facebook của anh tên là Hà ở Hà Giang nhé. Thì trong cái video mà bọn em vừa giới thiệu cho các bác, đây là một cái mã loa full bass 30 model là KP9012. 9012 là một cái model rất là mới của Koda, nhưng trong tháng dịch vừa rồi em nhập một đôi về, nhưng mà cũng bây giờ mới có thời gian để khui thùng ra để giới thiệu cho các bác. Và trong cái video ngày hôm nay thì em cũng gửi đến anh Hà nhé cái đôi loa này, và anh sẽ tìm hiểu cũng như là nghiên cứu nếu tuyên tưởng thì bọn em sẽ gửi cho anh cái đôi loa full Koda bass 30 nhé. Xin thông báo với các bác là đây là dòng loa full rẻ nhất, có mã giá tốt nhất của Koda. Thì trước khi đi vào chi tiết thì em sẽ quay lại cái thùng nhé. Cái thùng của Koda này thì là cái mẫu loa này thì bọn em chưa mở, bây giờ thì em mới mở. Và bọn em đã báo giá qua với cả bác Hà rồi. Nếu mà bác xem cái chất lượng mà nó ok thì có thể là bọn em sẽ chuyển cái đôi loa này cho bác nhé. Bởi vì duy nhất một đôi thôi thì em sẽ tiến hành bóc khui thùng của loa này nhé. Đây em vừa tiến hành cậy lắp ra nhé, thì là thùng nó vẫn nguyên nhé, nguyên xốp và nguyên sư bóng cho các bác nhé. Đây là mặt bên hông và mặt sau của sản phẩm nhé, thì hai bên đều được dập nổi cái chữ Koda này. Và đây là công ty Vilago phân phối, và cái hàng này thì về từ tháng 5 nhé các bác nhé, tháng 5. Đấy, nguyên thùng từ tháng 5 và bây giờ là đã là tháng 9 rồi, gọi là 3 tháng thôi. Rồi, xin chào các bác nhé, em giới thiệu qua như thế. Bác có nhu cầu về đôi loa full này cũng như anh Hà, nếu đã chốt thì sẽ không còn, hiện tại sẽ không còn. Còn nếu mà anh Hà không chốt thì vẫn có cơ hội cho các bác nhé. Các bác vui lòng inbox để nhận được cái giá siêu tốt về cái con loa full bass 30 của Koda này nhé.